Rồi, hello em xin chào tất cả anh chị và con cô bác nha. Sớm em mới về thêm em Toyota Camry siêu đẹp. Em đi vòng quanh bên ngoài anh em nhìn nha. Đời 2.1 đầu đạn. Em này là bản đủ, nó có hai túi khí nha anh chị nha. Phom dáng xe này còn rất là đẹp ha. Hai túi khí lận. Chất xe còn green. Xe nói chung thì còn đủ đồ hết trơn luôn anh chị ha. Rất ư là dễ nhìn. Đó. Mâm lớp vỏ đẹp nè. Đó. Em đi vòng quanh bên ngoài cho anh em mình nhìn xe này và đánh giá nha. Đó. Mâm vỏ, lớp vỏ còn khá vậy anh chị ha. Đó. Dàn đèn trước là đèn green luôn nè anh chị ha. Đúng rồi, dịp cui nha. Nước sơn cũng còn khá, xe này dễ nhìn ha. Biển số này là biển số 68 nhưng mà gốc là gốc Sài Gòn nha anh chị nha. Xe này về 68 mới đây thôi, nhưng mà trước đây là xe này ở Sài Gòn, gốc Sài Gòn ha. Màn hình camera gear, camera hành trình đầy đủ hết, chìa khóa lóc cửa từ xa luôn nè anh chị ha. Cái mình nước sơn si, xe này gom cửa rồi liền, rất là liền xe ha anh chị ha. Xe này hầu như em thấy là chưa có cái lỗi gì luôn á. Máy số gầm êm lắm. Dòng này máy xuống nó êm lắm chị ha, tại vì nó là số sàn mà đặc biệt dùng Camry thì cái dàn máy nó êm, nó đầm. Logo nè, Toyota Camry anh chị ha, Camry gear nè. Dàn này ống đẹp cực kỳ chứ. Phom này thì chạy nó không lỗi thời, rất là đẹp. Phom này thì nó hầu như là em thấy là đa phần là anh em những người ở chín tháng tuổi khoảng hai mấy ba mấy tuổi giờ sau là rất là thích cái phom này. Phom nó dài thì nó xe. Để quay cái cầm phía sau cho anh em mình nhìn nè. Rất là đẹp anh chị ha. Nguyên sàn mỏng mới tinh nè. Cực kỳ luôn. Quá mới. Quá là mới luôn. Nguyên nhà ghế nè. Anh chị nhìn nè ha. Đẹp ghê chưa? Ghế tì tai nè anh chị. Nói chung là lâu lâu mua được xe cọp ha. Thì xe này bữa giờ cũng có mấy anh em hỏi mua thì cũng đợi. Thì giờ quay em đi cho anh em xem thôi. Thì em lấy về cũng được 2 hôm rồi. Thì bữa có quay TikTok á, thì cũng có mấy anh em hẹn bữa nay xem. Mấy anh em lái quen thì mình để cho anh xem. Nhưng mà sao đợi nãy giờ thấy không có tiêu rồi. Thôi quay lên bán luôn. Chứ đợi gì mất công. Xe quá trời xe rồi giờ đâu đợi được nữa. Anh chị nhìn keo chỉ là 100% luôn anh chị ha. Xe này nói chung là một xe cọp đó nha anh chị nha. Keo chỉ nè. Đã ghê chưa? Anh chị nhìn cái lồng về nó đẹp à. Lồng về xe này là khỏi chê. Còn quá ư là ok ha. Cái nút bấm này rất là mới đó nè. Về đi có về chuyển em được lắm vậy. Lô TV quá đẹp. Siêu cọp, keo chỉ 100%. Chị nhìn chỉ dưới nè, mua nhà chỉ dưới luôn không? Chỉ dưới còn thì chỉ trên làm sao mà không còn được. Đó. Điện nè, xin đét luôn. Ốc cửa, nách cửa nè. Những nút bấm nè, gương kính chỉnh điện nè, vô lăng nè, chỉnh túi khí nè. Đẹp cực kỳ chứ. Màn hình nè. Túi lô, túi ly, túi khí, hai túi khí bong bóng ha. Cái nút báo nguy là còn rất là mới luôn nè, chứng tỏ xe đi ít nè anh chị ha. Chứ mà lâu lâu mới mua được một em xe cọp thế này thì em quay cho anh em mình xem. Thì anh em nào thấy thích thì cứ nhấc máy lên alo cho em Thịnh mình. Thì giá muốn bán em xe này cũng rất là hợp lý ha. Học để nước nè. Giá quá rẻ. Mình bán cho em xe này chỉ là có 181 triệu thôi. Em nhìn chiếc bao đó, dây nhỏ đó ha. Sàn đó nè, đẹp không? Để em mở capo trước, capo sau cho anh em mình xem ha. Keo chỉ ở trong cửa này còn luôn. Anh em lưu ý là mua xe cọp là anh em để ý ở trong cái nách cửa, ở trong cái nách của cửa sẽ có một cái giường chỉ nữa nha. Anh em để ý nè ha. Trong này sẽ có một cái giường chỉ nữa. Cũng giống như cái này, giường chỉ như này chị ha. Nó dơ thôi chứ nó còn chỉ đủ ha. Để em mở cấp sau cho anh em xem nữa làm sao. Em nhận rồi nha. Em nhận luôn rồi. Keo chỉ cái bô sau nè. Rồi ok, cảm ơn nhiều nha. Xong rồi. Kêu chỉ dưới đó nè. 100%. Đó, ok. 185 á. Giữa phần 185. 209. Ghế tựa đầu này anh chị. Đầy đủ hết. Bữa giờ em mua em chưa có cái này nữa. Ôi, bánh xe cua mâm riêng còn luôn anh chị. Ôi, còn đầy đủ luôn nè. Đã không? Hên quá. Đồ nghề đầy đủ luôn. Bánh xe cua. Rồi, có cái đồ mà xịt chống sét. Ở lộn chống trái chứ. Full. Anh em thấy không? Xe ở đây cốp mở lên là có đèn trái nè, ghê chưa? Dàn lo nè. Hai lo luôn anh chị nha. Đó. Sau clip này em sẽ quay em chạy thử luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn nhiều. Anh em không cảm nha, mình đang quay mà khách điện quá.
À, bây giờ em sẽ giật cabo cho anh em mình xem cái phần tiếng máy nha. Cho anh em xem cái gầm đó nè. Xe này rất là cộp anh chị nha. Kiếm chiếc thứ hai ở Bến Tre hơi bị khó nha anh chị nha. Hầu như là em thấy là như không có chiếc thứ hai đẹp thế này luôn. Nè, đi đội nè anh chị, đã ghê không? Cái máy nổ thì khỏi chê rồi, 16 van, 4 máy, động cơ phun xăng điện tử. Máy rất là êm anh chị ha. Cái máy này thì khỏi cái chỗ nào mà để chê được luôn anh chị. À, không một miếng hơi miếng khói luôn nha. Khói miếng hơi miếng khói em tặng chiếc xe cho anh chị em mình luôn. À, ok chưa? Về phần máy, về phần gầm, phần đầu anh chị em nhìn nè, dấu điện nè anh chị ha. 100% dấu điện nè. À, dấu điện nè ha. À, xe hiện tại là chưa phát hiện một cái lỗi gì luôn á anh chị nha. Dấu điện phụ nè. À, đồng về nè. Má phụ nè ha. Để không thắng ABS nè anh chị, xe đời cổ nhưng mà nó có thắng ABS, nó có túi khí đó, tất cả những cái gì thiết yếu xe đời mới là cái này có hết. Nói chung một chiếc xe đẹp thế này anh em đừng nên ngại ngùng về giá nha, mà cái giá em bán rất là rẻ, anh em nhìn cái số sườn nó còn rất là mới, giá em bán cực kỳ hợp lý và rẻ cho bà con mình luôn ha. Em bán 180 mấy triệu rồi, keo chỉ nè 100% ha. Đôi khi nó cũng lớn mỏm, xe này keo chỉ còn ở khoảng, theo em đoán chắc khoảng còn từ 98% keo chỉ, nỉ riêng tới giờ vẫn còn luôn ha. Đó, đóng máy lại rồi sau cái video này em sẽ chạy thử một vòng cho anh em mình xem luôn nè, em đợi em nha.